Sư cho con hỏi là một bữa ăn khi mình ăn vào có thể nuôi dưỡng cơ thể này trong 7 ngày phải không? Việc này có được nêu trong kinh tạng, Tam Tạng Kinh Điển không? Quý vị đọc kinh thì quý vị sẽ thấy một số trường hợp như là vị đó sau khi thọ thực xong thì hành thiền và nhập thiền liên tục trong 7 ngày. Nhưng mà quý vị quên một chuyện. Thứ nhất á, là vị đó sau khi dùng xong và hành thiền liên tục trong 7 ngày thì đầu tiên nè, cái dinh dưỡng của cái bữa ăn đó đó phải là một cái bữa dinh dưỡng là rất là ngon lành nha, tốt, dinh dưỡng phục vụ tốt. Cái thứ hai á, là các vị đó phải có cái sự tồn trữ dinh dưỡng từ trước. Chứ sư chưa bao giờ thấy một vị, ở trong kinh tạng nha, chưa bao giờ thấy một vị sau khi thọ thực xong, nhập thiền trong 7 ngày, sau khi ra khỏi thiền trong 7 ngày, vị ấy đi khất thực, sau khi khất thực xong vị ấy thọ dụng và sau đó lại tiếp tục hành thiền trong 7 ngày. Rồi sau khi ra khỏi thiền trong 7 ngày vị ấy lại đi tiếp tục đi khất thực rồi lại quay trở lại hành thiền trong 7 ngày. Sư chưa bao giờ thấy chuyện đó trong kinh tạng. Cho nên á, chúng ta phải nắm một chuyện, đó là vì các vị ấy là đã có cái cơ sở dinh dưỡng từ trước rồi, tức là những cái ngày trước nuôi dưỡng cơ thể. Nhưng bây giờ mình nói là có những chất dinh dưỡng nó tích trữ trong cơ thể như là mỡ dưới da chẳng hạn, thì đó sau khi mà dùng hết cái dinh dưỡng của cái bữa ăn đó là họ còn có cái dinh dưỡng để họ bổ sung, chứ không có cái kiểu hiểu như mình là ăn một bữa là no 7 ngày ha. Và một điều nữa chúng ta cần lưu ý nè, những vị hành thiền là những vị 7 ngày đó là những 7 ngày của một vị có chứng thiền. Và khi vị đó nhập thiền á, cơ năng của cơ thể hầu như ngừng hoạt động. Thì như vậy đó, nói theo kiểu của mình thì nó mới tiết kiệm được cái lượng dinh dưỡng đó để có thể tồn tại được trong 7 ngày. Thậm chí ở trong kinh là có chú giải đó, chú giải của Trung Bộ thì có nói tới trường hợp là tới 10 ngày. Nhưng mà đó là cái việc là vị đó phải hành thiền và trụ trong thiền thì nó mới gọi là tiết chế cái sự tiêu hao dinh dưỡng. Chứ còn cái kiểu như mình á, chưa chứng thiền gì hết mà mình có cái suy nghĩ đó thì nó rất là nguy hại.